Kênh Đỗ Vũ xin kính chào anh chị và các bạn. Hôm nay mình cho anh chị các bạn xem ếch mình đúng 1 tháng tuổi, đúng 1 tháng tuổi nè các bạn, là đúng 30 ngày á. Khi mình nói 1 tháng, có tháng đủ tháng thiếu, đúng 30 ngày nha các bạn. Ếch này là đang 3 ly được 2 ngày nè các bạn. Ếch này mình nếu mà bắt con là mình đã bán được rồi nè. Nhưng mình bán không được nha các bạn. Tại có nhiều bạn hỏi mua ếch con mình ít cái này, số lượng ếch này nó không được đồng đều cho lắm, mình bán cho bạn sợ bạn nuôi không có lợi nhuận cao ấy, là bữa hỏi mình dạt đồng nọc cũng bỏ, số lượng cũng khá nhiều rồi đó. Đây số lượng ếch hiện giờ trong quần này nằm cỡ 20.000 con hả các bạn, 20, hơn 20, và tại mình đem dưới cũng mình đem dưới hết khoảng gần 10.000 con rồi, mình đưa xuống ao rồi. Tại số lượng này nó quá nhiều đi, số lượng quá nhiều, nước dơ nó dễ dễ mang mầm bệnh, dễ chết lắm mà. Có mấy bạn nuôi nước dơ quá đó, nó thấm vô cái da rồi nó nhiễm bệnh thì nó dễ chết lắm. Bởi vậy số lượng như vậy mấy bạn phải thay nước thường xuyên, nếu nếu có nước mấy bạn thay 1 ngày 2 lần. Còn mình đây con nước chiều này không là tới tới tối là mình mới thay, bởi vậy nó dồn bên vách bên đây rất nhiều luôn, tại mình mới thay nước. Nó ở dưới nước không à, nó dồn rất nhiều chứ, nó ngồi trên là dĩ này là nó dậy luôn á. Rồi mình cho các bạn xem là ếch mình bữa nay là đúng 30 ngày nha các bạn. Là ếch này số lượng size này là ếch này là khoảng từ 9 ký 1.000 con, 9 ký ăn lên nha. Để mình coi cho các bạn xem cái mẫu ếch. À, cái mẫu này là 1.000 con 9 ký đâu ạ. Ngàn con từ 9 ký ăn lên. Tại chỗ này mình động nó nhảy xuống mé hết trơn nữa bạn. Động nó nhảy hết trơn rồi. Hiện đang nó ăn 3 ly. Nào bạn thấy không, sát mé đó là nó xuống đó đi gặt với đó trơn nè, ở đó là không có gì, chỉ mình vừa còn cái cách mé khoảng tất mình nó xuống dưới đó trơn dài dài luôn. Anh mới thay nước nó còn nhát đó, mình giục thức ăn mình gãi cho nó ăn, nó cũng nhảy lên không, nó nhảy lên không có nhiều chân. Mấy con này nhắc nãy là nó phóng nhát, mới thay nước nó phóng xuống chân, giờ mình gãi ăn nó nhảy ra nè. Trời, giờ còn nắng cháy quá. Ngày hôm qua mình không có kênh dưới có nhiều tin nhắn mình không có trả lời được, là ngày hôm qua công việc mình quá bận nha các bạn. Mình ở ngoài đồng không mà mình không có đem cái điện thoại theo, bởi vậy có nhiều tin nhắn, có nhiều điện thoại, cuộc điện thoại, tin nhắn Zalo đồ tùm lum hết trơn, mình không có trả lời hết được. Rồi mình xin lỗi các bạn, anh chị và các bạn nha. Là ngày hôm qua không có kênh, chứ không có khi không có trả lời tin nhắn kịp cho anh chị. Số lượng tin nhắn cũng hơi nhiều. Hôm qua chắc tối quá, mình đau đầu quá, mình nghỉ sớm. Rồi bữa nay mình làm mình cũng tranh thủ vô mình quay một kênh cho anh chị các bạn xem, và mình xin lỗi ngày hôm qua mình không có thời gian nè. Tại đây tới mình còn làm chuyện lu bu tùm lum chứ. Và mình nói luôn với mấy anh là mình có nhiều người hỏi mua ít con mình á. Mình muốn nói luôn ngày hôm qua mình lu bu quá, mình không thay nước được, để vợ thay, nó không biết thay, nó thay nước nó không có dội sạch, bởi vậy nó dơ. Nó hao hụt số lượng cũng nó sáng nó hao hụt cũng như một mớ. Rồi mình thấy vậy rồi mình không có đưa bung ít con ra được. Để mình
mình cho ăn bồi bổ chừng 2-3 bữa nữa, anh chị nào mua ít con thì điện liên hệ với mình đi, nếu mà im mình mới bán chứ chứ ít mà nó còn còn yếu yếu mình đâu không dám bao giờ dám bán, tại cái uy tín mình làm ăn hồi đó giờ chứ uy tín mình tạo uy tín nó khó lắm anh chị các bạn. Mình khóa trong vòng một giây ha, mình khóa trong vòng một lát ha, chứ mình tạo cái uy tín mình tạo mãi mấy năm trời, mình khóa mấy hồi. Bây giờ mình muốn làm không có đạo đức là mình muốn làm mình anh chị hả, mà ngày nay có ba người lại hỏi mua ít con này, mình nói mình bắt ba con ít nào yếu mình giặt cho hết mình bán mà con ít này về anh chị bạn, cái anh chị bạn bắt về hao hụt rất nhiều cái số lượng không lời, cái điện mình nói tại vận chuyển xa mình đổ thừa này kia rồi mấy bạn đâu có làm gì được mình, làm vậy anh chị bạn. Mình làm ăn mình chỉ để lại cái tiếng chứ mình không cần tiền. Cái uy tín mình tạo nay trên chục năm nay rồi, mình không có muốn khóa nó đâu. Số lượng chết bên đây trước giờ nó mình quay đăng nói chuyện nó rất nhát, ở chứ ít này rất nhiều đề đặt gật hết các bạn. Nó phóng với nước không à. Nó còn nhát quá. Nếu các bạn mua ít con, các bạn mua số lượng về ít từ 9 kg ăn lên này, lượng này chắc trên 9 kg. Ít cỡ này là các bạn nuôi là ok, rất đạt. Chắc nãy mình để hơi xa quá, mình sợ các bạn thấy lượng ít. Bạn thấy ít. Con ít cỡ này nãy bạn nuôi lại chứ con ít mà nó cái lượng nhỏ y chang con ít đẹp của mình vào đây các bạn nuôi đâu lại. Thường chạy giống mà bắt con bé lớn đây các bạn nuôi lại không? Để mình bắt con nhỏ nhỏ có bụng. Các bạn, nếu nuôi cả, mấy bạn mua ít giống mà con thường cái này không à. Nó mới ăn 2 ly mà mới ăn mạnh nè. À. Chưa ăn cả 3 ly như mình nữa, lượng ít này khoảng chừng 6-7 kg ngàn con nè bạn. Còn ít này là ít này là lượng cho nằm lượng ít trung bình mình chứ không mình không lựa con bự cho các bạn xem nè. Là lượng trung bình thôi. Là ít này đã ngàn con 9 kg nè. Này cỡ này là 10.000 con 9 kg nè. Chứ cỡ nãy mình đưa lên là 1.000 con khoảng khoảng 6.5-7 kg. Đây, 1.000 con 6.5-7 kg mình cho các bạn xem. Đây, rồi nhảy rồi. Ơi 1.000 con khoảng 7 kg nè. Nó nhảy quá. Buông không được. Đây 1.000 con khoảng 7 kg. Không. Con bự nhảy ra hết rồi mà nếu mình bắt con chọi cho mà bạn xem con chọi của mình. Không có con chọi bắt đỡ con này đi. Con bình là này là 1.000 con 9 kg. Nó nhảy hoài mình đưa lên không được. Nè. Nếu con mới lớn này là 1.000 con 9 kg lên nè các bạn. Bạn nuôi lượng này mới lợi với nuôi lượng này mà theo mà ít mà nó ăn mạnh, ăn suôn sẻ ăn mạnh là mấy bạn nuôi 1.000 con là nằm giá 160-170 kg. Bạn nuôi vậy mới lợi. Là khoảng chừng nuôi khoảng 2 tháng 5 ngày 10 ngày mấy bạn đó ra rồi. Còn ra sớm quá thì ít nó hơi non ít không đạt ký nha các bạn. Các bạn nuôi 50 ngày bạn bán được nữa. Thường là ở đây mình nuôi nếu mà lượng ếch này mình xuống ao rồi mình nuôi khoảng 50 ngày. 50 ngày thì nó không có ký, nếu mà nuôi đúng ký luôn mình đón đúng chuẩn ký luôn á. Là bạn phải nuôi 2 tháng, ví dụ như mình bắt ếch như mình 1.000 con 9 kg. 8 kg rưỡi 9 kg ăn lên. Lại bạn nuôi tới 2 tháng nữa. Dưới của mình tháng đó là ra 3 tháng đó. 3 tháng là mấy bạn ăn một bao thức ăn là mấy bạn biết là bao nhiêu cái ếch rồi đó. Dụ như tới tháng bạn bắt ếch này về. Bắt ếch này về mấy bạn ếch này mà mấy bạn về mấy bạn nuôi 2 tháng là mấy bạn ăn ngày 2 bao.
ăn ngày 2 bao 2 tấn. 2 tấn ếch, 1 bao 1 tấn. Đáng lẽ ếch này mình bán ếch con cho bạn nhiều bạn hỏi mình ăn chết con lại mình bán không được. Là lý do sáng giờ cái quần này có 20.000 con mà nó hao có khoảng 400 con không ạ? Có bữa nay nó hao nè. Tại nước ngày hôm qua mình làm tối ngày ngoài đồng không vô được, vợ nó thay nó không biết thay sao đâu, nó không sạch sạch nè. Bởi vậy nó hơi nhiễm, nó bệnh rồi mình thôi. Nó bệnh nó chết. Chết khoảng 400 con, 20.000 con chết 400 con là đấy rồi. Các bạn nuôi ếch mình để là cho bạn xem luôn. Nuôi ếch mấy con ếch nhỏ như nè. Mấy con ếch đẹp như vậy nè. Chết là không có sao nha. Là bình thường. Mà con ếch bự. Con ếch bự như vậy. Nó chết là mới có vấn đề, nó bệnh nó mới chết nha các bạn. Còn con ếch nhỏ chết là lý nguyên do là nó do nó cắn cho ếch bự cắn nó bị nước hay dơ nhiễm vô nó chết đó. Thấm vô da chết. Còn con ếch bự chết là mấy bạn có vấn đề, mấy bạn phải tìm cách nó coi nó bị gì rồi mình mua thuốc cho nó ăn nha. Có nhiều bạn hỏi tư vấn mình nuôi ếch, hỏi ếch bệnh vậy như vậy đó, mình kêu trước khi nuôi ếch phải chủ động nguồn nước không. Các bạn trả lời mình liền, trời ơi nước của em ngon dữ lắm, sạch dữ lắm, chắc trong cái mắt bạn có cái máy đo trong hay gì đó. Trong con mắt có máy đo dòm thấy của mình đây, mình nuôi đây mình không có cho ăn được đây. Khi ếch mình đang mạnh còi cọi thì mình ôm nước dưới sông lên gặp nước thuốc là ếch nó hao liền, mình phải thay cái khác liền. Lượng nước dưới sông thì thấy nó trong vậy chứ nó dơ là dơ. Trong vậy chứ toàn là thuốc sâu, nước mình đâu có biết được. Đâu phải mình thấy nước nó trong, nó xanh vậy mà nó tốt. Nói chung là không biết được. Bây giờ mình nói phải chủ động cái nguồn nước. Nhiều bạn trả lời mình thôi nước của em ở đây nước tốt lắm, nước sạch lắm. Làm sao biết sạch, sạch với dơ được. Khi thấy nước trong như chứ khi nước thuốc, khi to sáng mình thấy nước lớn xanh dờn trong veo vậy đó, trong xanh vậy đó. Chứ khi giấc tối người ta thuốc cá hoặc thuốc cái thuốc bơm rồi nó chất thuốc đó mình bơm lên là lụm. Con cá nó con cá mấy con cá mạnh mạnh mà nó còn chết mà lên đây con ếch chịu sao nổi. Bởi vậy mình nuôi đây ơi trục chặt là do bị thuốc đồ, khi mình bơm nước lên lượng nước mà chất sáng đồ. Ưa nước thuốc lắm ạ. Dân bây giờ cũng khổ, người ta làm đủ nghề chứ, người ta đâu có sợ tới phạm pháp phạm gì đâu. Người ta thuốc là người ta có lo cuộc sống với vợ con người ta mà cái đó mình không trách móc được, mình không có chữ bậy chữ bạ ai chứ. Cái đó là cái kế sinh nhai của người ta, cái cuộc sống mưu sinh. Ta làm được ta làm. Mình ở đây là thường là thuốc cá thuốc tôm dữ lắm. Nói chung giờ ở đâu cũng vậy chứ đừng nói ở đây, mình thấy ở Long An cũng vậy. Gì ta cũng thuốc cá rồi, nó đuổi cá đặt 12 cái ngục nó thảy một nửa chai thuốc là cá nó lo chạy không, nó vô mặc sức đó mà đổ. Rồi hôm nay mình tâm sự với bạn tới đây thôi nha. Và mình xin lặp lại một câu là xin lỗi mấy bạn mà mình trả lời tin nhắn hoặc ngày hôm qua mình không nhận được mấy cuộc điện thoại nha. Tại công việc mình cả này lu bu quá. Khoảng chừng tuần hơn tuần lễ nữa mình làm suốt, công việc mình làm suốt. Không có thời gian. Có khi có bạn nhắn tin mình sao bữa nay không có kênh ha anh. Không có kênh nào lên hết anh. Mình thì mình mới trả lời là hôm nay bận quá không có thời gian. Làm cái kênh cũng mất thời gian lắm nha mấy bạn. Rồi mấy bạn có yêu mến mình hãy đăng ký và theo dõi kênh tiếp theo của mình nha. Để mình có cái động lực để mình làm những cái video tiếp theo. Tuy làm mệt vậy chứ thấy mấy bạn làm đăng một cái video thấy mấy bạn xem nhiều mình cũng vui lắm đó các bạn. Rồi chào các bạn nha.